Hello anh em, chào tất cả anh em nha. Lại là mình đây. Bữa nay mới có được một em siêu phẩm, đứt một em siêu phẩm. Siêu phẩm này cũng vừa vừa thôi nha. Nó thì cũng tính cái hệ là ngon lành cành đào, vừa đủ để cho anh em đi khai phát, chứ cũng không gọi là quá cọp, quá cọp, quá xuất sắc hay mấy con kia. Còn con này là nó khai thác tầm trung. Tên gọi của nó là Istin MS381, sản xuất vào năm 2000, đời 2011 ha. Nói cho rõ, đời 2011. Bình xăng của máy đời này là nó là bình xăng pin, bình xăng 3 ốc. Gen là gen lo kèn. Bạc bích tông là hơn từ dân ngang. Tại vì máy này là ổng mua đập thùng từ lúc tới giờ, một mình ổng xài, chưa qua chủ thứ hai, ổng ôm từ lúc giờ luôn. Bởi vì con máy này mình đã kiểm tra là rất chuẩn nha. Nòng bạc bê tông, dên, rin còn nguyên si luôn. Bình xăng con còn rin luôn, nói chung là nguyên con máy này còn rin hết. Nhưng nó có phai màu theo năm tháng, đâu đó nói cho rõ. Cái tem mà anh em nhìn thấy còn gì là biết xài kỹ không kỹ rồi ha. Đặc biệt cái đời này là nó không có cái gạch nha anh em. Nắp xăng nắp nhớt nó không gạch nha, nó tròn luôn. Để nhiều người anh em không biết vô bình luận hay comment gì nói cái nắp này lô là không phải. Cái này là của tin. Nắp lô nó cũng giống như vậy nhưng mà nó không có chữ nha anh em, nó không có logo. Nói có sách mách có chứng. Đây. Đó. Đó, nó có cái logo của tin rõ ràng nha anh em. Thấy không? Đâu đó rõ ràng. Mình không có làm gì được, kiểm tra rồi mới nói. Xăng nhớt là còn rin, nắp giật này còn rin. Nói chung là nguyên con máy này rin nhưng mà nó có phai mờ theo năm tháng. Lóc liếc thì nó cũng chóc chóc sơ sơ. Nhưng mà chất lượng bên trong thì khỏi phải bàn ha. Dên lo kèn thì anh em biết ít nhiều gì. Máy này là nó rửa ra là nó ken xà ben luôn mà mình không có rửa đâu. Đức là mình thanh lý. Anh em muốn chùi rửa về tự chùi rửa. Cái đó là nguyên tắc làm việc của mình. Chừng nào mình quẩn ra mình mới chùi rửa được. Còn giờ nó luôn buông về không. Cái khánh của mình á, thích tốn gỗ hơn tốn nước sơn. Mình chỉ nói vậy thôi là anh em tự hiểu. Hai cái bù rong vẫn còn riêng, tán lem thau máy còn riêng luôn. Kỹ đến nỗi mà con trước con sau làm dấu luôn nha. Con nào nằm trước là để trước, con nào sau là để sau nha. Không có gạch làm dấu luôn ha. Chủ máy này xài rất là kỹ. Nhưng mà vì lý do kỹ thuật xanh đỏ vàng tím nên mới bị đâm cửa, thành thử ra mới cầm cho chú mình. Bây giờ đứt thì cứ đứt được con nào thì mình cứ đăng lên cho anh em coi chiêm ngưỡng, được thì chia sẻ đam mê chỉ thôi, tạo động lực cho anh em có cái chén cơm manh áo đi làm thêm cho nó vững chắc hơn. Cái này là hàng chánh hãng anh em, không phải tay du ký như mấy con kỳ trước nha. Nào nói cho rõ, con nào tay du ký mình để rõ trên chủ đề là tay du ký, còn con này là mắc in rẹp money, là mình nói mắc in rẹp money, nó là của Đức sản xuất nha anh em. Rồi không để anh em chờ lâu, mình sẽ đi vào test tiếng nổ thực tế cho anh em nghe nha. Tay cầm đồ còn riêng hết luôn nha, hơi còn bực bực luôn á, đó dữ lắm. Tái con gà tre ha anh em, rất là nhạy nổ nha. Rồi anh em nào yêu thì liên hệ mình qua số điện thoại mình để dưới phần mô tả. Anh em xem clip thấy hay cho mình xin một like, một lượt đăng ký, một lượt chia sẻ để tạo động lực cho mình làm nhiều video tiếp theo. Ok, thank you very much. Hẹn gặp
lại tất cả anh em vào clip sau. Bye bye. Thân ái chào tạm biệt anh em.